vừa về anh em nhé. Đó là âm ly Pioneer i9 và đầu cassette nó thuộc bộ này. Cassette thì nó ghi là mã khác, nó là mã i8 VK. Đầu cassette này chạy ngon lành hết cả hai cửa băng, thu phát tốt. Cửa hàng báo giá cho anh em là 3,5 triệu con đầu cassette, còn con âm ly là 7 triệu đồng. Đó. 9,5 triệu cả bộ nếu âm ly và đầu cassette. Tôi sẽ test và anh em cùng theo dõi. Đây, âm ly đẹp xuất sắc rồi. Những con này thì nó đều là hàng tuyển này, nên anh em khỏi phải nghĩ luôn. Những con hàng mà nó giá ở mức trung bình khá trở lên này mà không hàng tuyển thì nó rất khó bán, nên là bắt buộc phải nhập hàng đẹp về. 1 mà tên nhau test anh em cùng thưởng thức chất âm. Mình Audio Đông Hà Nội, địa chỉ như trên tấm biển màu đỏ kia. Quý khách hàng có thể đến tận nơi nếu tiện, còn nếu không đặt cọc cả gói gửi hàng đi. Âm ly vẫn bán với giá 7 triệu đồng, còn thớt radio giá 3,5 triệu đồng. Tất cả các chức năng đều hoạt động hoàn hảo. Con đầu cassette phía trên nó có mã là i8VK và con âm ly mã là i9. Hai cái này nó cùng một bộ anh em nhé. Và đồ âm thanh theo bộ của Pioneer thì không bao giờ nó đặt cùng tên đâu. À, các hãng khác cũng vậy. Chẳng hạn như bộ âm thanh Kenwood A85 ấy, anh em cũng chỉ thấy thớt lọc nhạc nó ghi là 850 thôi, còn không có cái thớt nào nó ghi là A85 cả. Mỗi một thớt nó đặt một cái mã riêng để nó quản lý sản phẩm. Bề ngang là 42. Thớt cassette 3,5 triệu, âm ly 7 triệu, bề ngang 42, mặt phay nhôm. Đẹp xuất sắc luôn. Anh em có thể thấy nó là hàng tuyển và các chức năng ok. Một trong những dòng âm ly mà được nhiều người chơi loa nghe Nga tin tưởng và lựa chọn. Còn đương nhiên là đánh loa Nhật thì nó vô tư rồi. Con âm ly này là công suất 230W, điện 100, 8 sò than. Và đặc biệt là dòng Pioneer i9 này nó có 3 dòng cơ. Có dòng có 2 con sò đe xanh ở hai bên mép ngoài cùng, có nghĩa 8 con thì có 2 con xanh. Còn có đời thì là 8 con đen. Còn có đời nó cả xuất cho thị trường Mỹ thì nó kiểu dáng nó gần như này. Nó có một cái vệt đen ở trên này, đó là con thị trường Mỹ tôi cũng đã từng bán. Anh em nhìn qua về hình thức đi. i9 góc cạnh đẹp mượt mà xuất sắc. Có tính năng đó là bát chép loudness đầy đủ. Đèn tia, đèn tia thì vặn tín hiệu mạnh thì nó mới lên nha, còn đang để tín hiệu rất nhỏ vì tôi đang nói. Tôi đang chạy cả băng cassette và tín hiệu bên ngoài. Băng cassette thì đang chạy cái đầu trên. Đó, vặn to lên thì đèn nó căng ngay. Thế trái loa. Đưa. Thế phải loa. Cửa hàng hiện tại cũng có rất nhiều đồ Pioneer 7600, 7800. Quý khách hàng có thể đến tận nơi lựa chọn. Đây là nắp bên trên. Mặt sau, điện 100 cả. Đây là đường vớt nhạc và đây là đường tín hiệu xuất ra. Còn cassette là 24W, 100V, i8VK. Con âm ly là i9, series là 0941. Con trên là series là 269. 100V, 230W. Cầu A, cầu B. Trở kháng từ 6 ohm. CD AUX tuner, không thiếu cái gì cả. Anh em nào có điều kiện mua cả bộ này thì vừa chơi vừa ngắm, vừa sưu tầm. Nếu cái thớt radio thì nó mỏng dính, nó mỏng bằng nửa cái này, tôi cũng đã từng bán. Sống chảy vào lòng mình Huế rất sâu. Huế ơi, ta biết nhau mà trong lòng con Huế. Hải Vân ơi, đừng tắt ngọn sao.
Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Giá tại cửa hàng không bao ship anh em nhé.